Em chào chị ạ. Em tên là Tuyết Mai, em là nhân viên tư vấn của phòng chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé của khoa sản tự nguyện Bệnh viện Sản Hà Nội ạ. Hôm nay chị đến khám sau sinh, em cũng xin tự được tư vấn về cái nuôi con bằng sữa mẹ sau sinh. Thì em muốn hỏi một chút là tình hình sữa mẹ của mình dạo này, thời gian này là như thế nào ạ? Hiện tại thì em cũng tức là gọi là tạm đủ sữa cho em bé thôi, nhưng mà ví dụ như buổi đêm thì vẫn phải pha thêm một thai cự sữa ngoài. Thì chứng tỏ là sữa của mình là không đủ cho em bé bú đúng không ạ? Vâng, Thiếu thế một thì chút. hôm nay em sẽ tư vấn lại để chị có thể là về thay đổi và cách để duy trì nguồn sữa. Bởi vì sữa mẹ hiện tại bây giờ là cái nguồn dinh dưỡng rất là tốt cho em bé. Điều quan trọng nhất để duy trì được nguồn sữa đó chính là cho con bú đúng cách và đúng thời gian. Và cái nguồn dinh dưỡng của mẹ, mẹ có mẹ ăn được gì thì con sẽ được ăn những thứ đó. Khả năng là em cho con sai cách, tại vì cái bạn đầu tiên thì em thì cũng chỉ 4 tháng là sữa tự động hết và em cũng không hiểu vì sao nữa. Vâng. Thế thì em sẽ hướng dẫn chị nhá. Thứ nhất là đối với tư thế của em bé mà khi mình bế con ấy, thì thứ nhất là mình phải áp sát bụng con vào bụng mình này, nằm trên một đường thẳng, nhưng mà đừng đừng để cái đầu nó gập quá vào như này, con sẽ tự có cái phản xạ mất bú. Và cái tư thế để ngậm bú đúng đối với em bé đó chính là ngậm kín cùng thâm, không phải cố gắng thì tự con sẽ ngậm và ngậm kín cùng thâm. Thế thì em bé Đấy, nhà em thì là khi mà ngậm ấy là con cứ ngậm đến một nửa như này rồi đúng là con rồi. nhả ra, là con Thế cứ tò tò mà không thấy là con ngậm được hết. nếu như mà chỉ ngậm được một nửa thì bạn cảm thấy rất là mỏi mồm và bạn sẽ mút nhiều quá thì sẽ mỏi mồm và sẽ dừng lại. Đúng rồi, bạn Và dừng lại khóc mà không bú nữa. đúng rồi, một thời gian bú đủ cho một bên vú là 15 đến 20 phút. Sau đó thì mình mới chuyển sang bên kia. Thì sữa đầu bữa và sữa cuối bữa đều quan trọng đối với con. Thế ra là mình sẽ cho con bú hết một bên này rồi chuyển sang bên kia. Thời gian bú đủ của con rồi tổng hợp cả hai bên sẽ phải rơi vào khoảng độ 30 đến 40 phút. Như thế là con bú đủ một bữa và bình quân cứ của con sẽ là 2 tiếng một lần. Mình nếu như mà con ngủ quên có thể hơn nữa thì mẹ phải đánh Thế thức thì cũng vậy. em cũng lại sai nữa, tại vì bình thường em cứ nghĩ là 3 tiếng một cữ thì con kịp tiêu hóa chứ không nghĩ là 2 tiếng. Sữa mẹ là tiêu hóa là cái nguồn dinh dưỡng và là tiêu hóa rất là tốt cho con, và tiêu hóa rất là nhanh. Đối với trẻ là cữ sẽ là 2 tiếng, mình có thể đánh thức con dậy đúng cữ để cho con đang tạo một cái thói quen phản xạ, cái sữa về nó cũng sẽ theo cái cữ đấy. Đấy là cái cách để mình duy trì nguồn sữa, mình ăn đủ đúng, quan trọng là uống nhiều nước. Mình có thể có, nếu như mà có những cái sữa bổ sung cho mẹ cũng được, và uống đủ sắt và canxi. Cái sắt và canxi mình có thể uống sau sinh 6 tháng. Mẹ là một phần nhưng mà cũng phải bổ sung cho con nữa. Bởi vì con có thể tổng hợp vitamin từ sữa mẹ này và có thể ngoài từ môi trường bên ngoài là ánh nắng đấy. Thế nhưng mà mẹ thì là cái khi mà mẹ ăn được và uống đủ, Sẽ bổ sung từ bên trong cơ thể. đúng rồi, thì là con sẽ được rất nhiều từ đấy và sẽ hạn chế được cái sự thoái sinh và chậm phát triển từ bây giờ. Mình có thể buổi tối mình sẽ bị con đánh thức dậy và lúc đấy làm bú sữa đấy thì mình sẽ rất mất ngủ, nhưng cố gắng ngủ lại, có nghĩa là mình phải ngủ đủ thì mình mới có sức khỏe để cái nguồn sữa của mình được duy trì tốt. Nước là quan trọng nhất, bởi vì lượng con bú ra bằng lượng nước mẹ đưa vào. Mẹ đưa ít nước thì đương nhiên là sữa lại sẽ không nhiều đâu ạ. Mình phải bù nước hàng ngày, bình thường một người bình thường uống 2,5 đến 3 lít nước. Mẹ có thể uống tầm đấy hoặc là nhiều hơn một chút. Chuẩn bị đến giờ cho con bú này mình có thể uống nước ấm. Đấy, như kinh nghiệm của các ngày cụ ngày xưa là uống sữa ông thọ nóng này hoặc là ăn cháo móng giò, nhưng mà thực ra những cái đấy thì nó vào mẹ quá nhiều và làm cho mẹ tăng cân thừa cân quá sức. Những cái thứ đấy mình ăn uống như bình thường, sau một tháng mình không kiêng khem gì nữa cả, ăn đầy đủ dinh dưỡng để con có dinh dưỡng đầy đủ hoàn hảo. Và Mẹ không bị béo quá đúng không ạ? đúng rồi, mẹ vẫn giữ được form tốt. Dạ. Mình quan trọng thứ nhất là cho con bú đúng cách, Dạ. ngủ đủ thời gian và dinh dưỡng đầy đủ, và uống nước, nó uống nước đủ nữa. Dạ, vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.